Xin chào các bác nha. Đây, hàng hoa thì em bắt đầu về nhá. Đây, cúc Maric này. Đó, hàng của Thái Lan, hàng 3 chữ A của Thái Lan này. Trong một gói này đã trộn lẫn các màu rồi các bác nha. À, màu tím này, màu đỏ này, màu hồng này. Đó, màu tím than. Cúc Maric. Một gói này được 400 hạt nha các bác nha. Một gói được 400 hạt cúc Maric nha. Đây, bác là hỏi cúc Maric thì hôm nay đã có hàng rồi đấy ạ. Đó. Một gói 400 hạt các bác tha hồ trồng nha. Đây mới hoàn toàn nha. Thế. Đến tận 68 là người ta vừa mới sản xuất xong. Mùng 1 tháng 7 năm 66, tức là mùng 1 tháng 7 của năm 2023 nha. Tết mới hoàn toàn.